á. Salam này mình để bán hay để chơi vậy em ơi? Cái này hả? À đúng rồi. Để chơi chứ mà ai mua thì thích thì mình bán. À ai mua thích thì bán hả? Trời xe đẹp quá ha. Ồ đẹp quá. Ủa mình ở dưới Sóc Trăng lên hả? Dạ. Hả? Dạ mới ở Sóc Trăng. Mua Sóc Trăng lên hay là nhà mình ở Sóc Trăng? Nhà mình ở đây mà mình mua ở dưới Sóc Trăng. À mua Sóc Trăng về hả? Dạ. Như chiếc này giờ mình bán lại cho người ta thì giá khoảng nhiêu? Thiện chí đam mê thì mình thích để lại cho 170. 170 có bớt không? Dạ nếu người ta thích mua thì bớt. À 170 có thương lượng chứ thấy giá nó cũng cao quá không? Có ăn thua xe đẹp chứ riêng chứ còn giá 70-100 là có hết. À xe đẹp 70-100 có hả? Dạ, 50 có không? Có. Hả? À, ủa 50 trong nhà có hả? Đó. Mà xe cũ rồi phải dọn lại. À để tí vô quay thử xe 50 ha. Còn chiếc này 170 lận. 170 lận nhưng mà sao đam mê muốn mua mình mới bán chứ còn nếu không đam mê cũng không bán để lại chạy. À đam mê mới bán. Xe lên đẹp quá ha. Nhưng mình thí dụ giờ mình mua chiếc 50 mình lên hết khoảng nhiêu thì ra được chiếc vậy? Vô cũng phải 70-80 triệu 100. 70-100 mà nhà mình làm luôn đúng không? Dạ nhà mình làm. Là mình đi mua đồ riêng về mình gắn vô. Dạ, dạ. Nhưng mấy này nó lô mà. Hả? Dạ. Mấy này nó lô mà chứ đâu có riêng đâu. Lô chứ mà ý là mình thích gắn vậy còn riêng thì làm việc khác xem. À, có riêng. À. Như vậy xe này nó riêng được cái gì đâu mà mình có thể cho biết. Cả thùng bọng đồ riêng đó. À, thùng bọng đồ riêng. À. Đâu? Đó. À. Mấy riêng của Salam luôn, riêng đó. Cái bình xăng thấy đâu phải riêng đâu. Bình xăng nước chung á là xe lam nó có hai loại, cái loại đời cũ là bình xăng khác, còn là của xe lam mình loại mới. À đời mới bình xăng này hả? Dạ, cho nó dễ nổ. Nhưng mà cái bình xăng này thấy nó nổ tiếng nghe nó nhẹ cái máy hả? Dạ nó nhẹ. Nó êm. Nó êm với ăn thua là cái bô riêng á, quan trọng cái bô. À cái bô nè. Dù xe hai thì phải đúng cái bô riêng nó mới nổ vậy, còn cái bô khác là nổ khác. À cái bô lô là nổ khác. Nổ khác. Công nhận nổ êm, nó nổ tiếng nghe đã quá ha. Ủa này nó có sợi dây cô roa để nó dạ. Kéo cái demo sạc hả ta? Demo sạc là riêng nó là có demo cục đây à. Để nó sạc điện. Rồi giờ nó sạc bằng gì? Bây giờ nó sạc trực tiếp. Còn mình à nó lấy điện máy ra nè. Dạ lấy điện máy ra, còn muốn thì gắn cục demo luôn. À gắn cục demo để chạy đèn rồi đó. Dạ. Đó này là dưới mới lấy về cũng bận việc quá chưa có. À chưa kiểm tra hả? Dạ, chưa kiểm tra. À cái này còn gạt nước dạ, rồi luôn. Đồng hồ này lâu nè. Dạ. À. Không, cái này là cái đồng hồ nó là cái mặt nó trồng cái mặt riêng nè. Cái mặt ở dưới riêng. À. Riêng này đều riêng hết mà. Máy này riêng nè. Riêng nè, riêng hết. Nhưng mà đẹp nè. Riêng nè. À tay lái đồ riêng hết. Riêng hết. Ủa sao cái này nó đâu phải nó hiệu gì? Indocenti. Cái hiệu của nó là riêng của đặc biệt mới có chứ riêng cái khác bỏ không được. À nó Indocenti dạ, này dạ, là dạ. Của thằng Lam chứ tưởng là đề chữ Lam Beta chứ. Không phải. Không phải hả? Lấy khác bỏ vô đâu được. À. Xe nào ra xe đó. À. Dạ. Cái xe này dọn lên thùng lên đồ dạ, nhìn dạ, nó dạ. Đẹp quá ha dạ, đẹp. Thắng má đồ ở dạ, đây viết luôn là bao nổ bao chạy bao đó chạy. À dạ viết đồ đầy đủ ha dạ, bao nổ bao chạy dạ. À đây nè Indocenti dạ, nè dạ đúng rồi đó xe này có giấy tờ đầy đủ luôn như vậy là cổ công ty Indocenti này dạ, chế dạ. Ra cái Lam Pro dạ, dạ. Wow. Mấy này sao mình không tút lên cho nó nhìn cho nó đẹp ha. Mình mới lấy về bận quá. Tút đèn. Còn mà đèn riêng luôn rồi. Dạ. Còn ai mua yêu cầu thì à. Còn làm lại. Đèn riêng luôn. À đèn riêng luôn. Ồ mà đọc đó chứ. Tất cả đều riêng à. Kiểu mà riêng nó không có tút lại dạ, à, dạ. Nó để y vậy. Dạ. À. Dạ, mà thấy à, cặp giò này riêng không? Cặp giò này. Cặp giò riêng luôn nhá. À riêng luôn. Cái giò khác phải đâu được. Cái mâm này của nó riêng không? Riêng luôn. À riêng hết luôn hả? À, bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn à bao nhiêu năm còn đẹp quá ha cái đồ khác đâu đâu được à ủa mình đó là gara ô tô trực chuyên Đồng Sơn điện máy mua bán các loại ô tô hả dạ. À cái xưởng nằm sau à xưởng nằm sau hả dạ. Bây giờ ai họ có xe lam họ kêu mình bán mình có bán không dạ có à, có mua không dạ có mua hết hả dạ à mua coi hình ảnh Zalo đồ này nọ dạ. Mua thôi à. À để mình tí hồi mình bỏ số điện thoại vô ha. Dạ dạ. Bỏ số điện thoại trong phần mô tả video đó. Anh em nào có họ bán thì mình mua ha. Dạ dạ. Mà họ mua mình bán ha. Dạ dạ. Ồ lên kiến đồ đẹp quá ha. Bên kia kiến 3 tầng luôn. Lên lên này nhiều tiền quá chứ ai muốn lên. Tiền à, không á. À vậy hả? Đâu em. Inox. À. Ai muốn lên lên đâu. À. Siren thì quay sau không bằng đầy đủ. Dán mấy này lên rồi nhìn thấy nó cũng đẹp hay ha. Như xe này về giấy tờ lưu hành đồn sao ta? Không,
nói chung là hồi xưa là nó có lưu hành, còn bữa nay thì giấy thì càng quẹt thì có mà nó không có đăng kiểm luôn. Ủa hết đăng kiểm hả? Dạ, vậy dạ, bây giờ cái xe nó dạng như xe máy rồi chạy ra đường rồi công an rồi sao? Ba gác rồi hoặc là trưng bày rồi khu du lịch rồi được. À. Dạ. Chứ giờ nó không. Ủa mà sao mình thấy ông Mỹ Tho chạy đầy á, ở quên ở bên Gò Công chạy đầy luôn á. Gò Công với Tiền Giang nó là biết sao? À. Cái khu đó là nó cho chạy. À. Nó cho chở hàng. À. Lúa gạo là bình thường á. À. À. Còn cái khu này thì chung mình thích chạy y ba gác thôi. À, thích chạy chạy thôi. Thì nó gặp rồi ra gặp mấy ảnh là mấy ảnh nói sao, sao à. À vậy hả, à y như ba gác vậy à, như vậy là không có đăng kiểm nữa là nó lục xếp vô loại là xe tải đúng không, à chứ không phải du lịch nữa, à như vậy là chỉ chạy trong mấy khu du lịch rồi thôi, trưng bày rồi. Cái này mà mua mà chạy trong một cái resort hay khu du lịch ha, khách ý ha, chở khách vòng rồi xe lam chạy trong sớm chạy lần chạy xuống với lại mấy phim trường rồi đó ha, có lý. Ủa sao cái cầu của nó có hai cái cây sắt đắp ngang dữ vậy? Đó hai cây về úp dưới á. À, từ hồi xưa á, sao nó xỉu á. À, cái ngày xưa là nó chở khách nó tải với chở tải nó làm tải nhiều á. Nó tải nhiều. À nó đắp cho cứng vô. Dạ. Chứ đâu có gì đâu đúng không? Ô cái chiếc này còn ngon là chỗ nó có hai cái phục giống nè. Dạ dạ. Đó phục giống phục đào hồi á. À hai phục. Trước cũng có luôn, để nó qua ông đài làm cứng giống lên. À hai cái phục. Nó chống cái độ nhảy á. Dạ đúng rồi. À, nó giật lại, nó giật lại. Xe này để buông đi mà. À. Ủa thứ này một cầu hay hai cầu ta? Một cầu á. À một cầu hả? Ô nó xài cái ống sườn nó từ kia, nó ống sườn ra đây ha. Dạ. À vậy hả? Cái này mình chế tự chế được không ta? Được. À, nhà nguyên sửa sâu muốn đóng làm gì làm được. Mình tự chế nguyên chiếc xe này được không? Được. Nếu giờ tự chế dạ, tự chế thì hết khoảng bao nhiêu tiền? Nói chung tùy quan trọng là đồ riêng thì tiền lắm á. À, còn mình chế lô hết thì sao? Lô thì người ta theo yêu cầu của ta, người đặt tiền ở xe 80% là 2. Ủa? 200. Sao cái tem của Trung Quốc nó mang gắn vô đây chơi à? Này hả? À. Này chắc nó gắn vô cho có lệ đó. One company nè, cái đèn đốm đây đúng rồi, xe đèn đồ ghê nè. À khoan để mình coi nữa coi. Cái này nó đề là cái bánh đát là năm 2006 là đúng nó rồi. Gắn cái tem của xe ba gác máy vô. Đèn đốm đầy đủ. À. Cái này có gì đây? Bật lên thử coi. Bật thử coi. Đó. Cái này nó là thuộc loại đèn chiếu hay sao á? Chiếu, nhưng nó bắt cho đẹp không? Không, nó có đèn nè, có điện lên nè. Dạ, có điện mà. À. Đêm sáng đẹp lắm. À. Xi nhan. Đèn trước đâu? Bật coi. Đờ mi. Đờ mi, có đèn đờ mi. À. Thôi tắt đi. Tắt đi. À. Gió nè đầy đủ không thiếu gì nè, tất cả dàn thấp là riêng hết à, còn những xe khác là bỏ vô không được, à bỏ là số dây là riêng hết, à xăng là riêng à, rồi nó đồ cổ ha, rồi chạy xe lên đi. Ủa sao nó về vậy? Số hả? À. Nó bị mất cái số xe nè. Thôi nãy số xe mà chưa trả hết nè. Xe lên chứ. Rồi con này 50 chai đây hả? Dạ dạ. Cũng đáng kìa, mới đáng qua đó.
đây nè, đây nè. Đây. À. À cái này 50 chai đây. Dạ 50 chai là máy móc ba lỗ mà về cho à. Máy móc đồ là bao? Bao nổ hết. Phải làm đồng sơn. À phải làm đồng sơn. À. Làm mấy này lại chứ ha. Cái này chưa làm hết. À nó mục đồ hết rồi, nó tút sơ sơ lên này đụng đứt cây chết á. Về mới làm hết. À. Nhìn con cây nó lên đồ thấy đẹp ha. 50. Rồi con này 50 triệu nè các bạn. Ơi cầu đẹp ta. À. À, cầu đẹp. Ô thắng dầu luôn ta. Thắng dầu luôn nha. Ô hai miếng ván riêng luôn á. À, hồi xưa treo hàng đây nè, treo hai cái giỏ ngay đây. Hồi xưa nhớ mình đứng lên mình đu đây nè, mình đu như vậy nè, đi. Hồi xưa nhớ đi chợ đu như vậy nè. À, hồi xưa nhớ đi chợ là đu như vậy. Bên này có giỏ hàng nè. À. Một thời xe lam. Rồi, 50 triệu. Rồi 50 triệu rồi. Con này thì anh em thì quá đẹp rồi, từng chi tiết rồi. Anh em nào muốn yêu thích thì trả giá được thì người ta bán thôi. Rồi, mến chào các bạn.